Dạ thưa sư, khi đi thiền, niệm của con tốt hơn khi ngồi. Vậy con nên tập trung đi thiền nhiều hơn hay ngồi không ạ? Hay phải cân đối giữa hai tư thế? Nếu quý vị đi thiền mà tốt thì cứ đi thiền, không vấn đề gì. Và sư lưu ý là khi đi á, thì phải đi cho đến khi nào đi không nổi nữa thì mới ngồi, chứ không phải mình đi một hồi nó hơi mỏi chân một tí là mình lo ngồi thì nó không có đúng. Xin sư cho con hỏi thêm là đi thiền có khả năng chứng các tầng thiền như ngồi không? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói đến lợi ích của việc đi thiền. Là việc đi thiền ấy, giúp cho việc hành thiền được tốt hơn. Và việc đi thiền ấy, giúp cho cái vị chứng thiền ấy, hóa hiện thần thông được tốt hơn. Cho nên ấy, việc đi thiền ấy, là nó giúp cho quý vị hành thiền nó tốt hơn chứ không có tệ hơn. Nhưng mà do một số nơi ấy, thì có thể là do cái không gian nó hạn chế, cho nên chỉ cổ vũ việc ngồi, hoặc là có một số vị cái việc đi bất lợi đối với vị đó, cho nên là vị đó ưa thích ngồi, rồi từ đó là cứ khuyến khích cổ vũ việc ngồi chứ không nhắc nhở gì đến việc đi thiền. Còn sư ở đây á, là quý vị có thể đi thiền và ngồi thiền bình thường ha.